Rồi, chào tất cả mọi người lại đến với video em nha. Thì hôm nay thì em sẽ review cho các bác là một bộ chiếu ngựa của Lim. Bộ này thì nói chung là nó là siêu khủng, siêu VIP luôn. Đó, thì hiện tại trước mắt các bác đây thì cái bộ này là nó dài tới 35 phân nha. Nó dài 35 phân, dài 41. Dài là 41 nha. Cái bộ này thì em để là phe cạnh tự nhiên. Nó rộng từ 2m05 cho tới 2m1 nha. Nè, các bác có thể nhìn thấy cạnh nó này. Nói chung là cạnh này nó cũng đứng cho nó không có bị vác nha các bác. Bên này thì nó hầu như là nó đứng gần như là vuông luôn. Đó, bên này gần như là vuông luôn. Nó phe nhưng mà nó không có bị mất cổ nha các bác. Còn như bên này thì nó hơi hẹp vào một xíu này. Ngay cái đoạn này thì nó hơi hẹp vào một xíu. Nhưng mà các bác có thể nhìn thấy này, cạnh được đánh lũa lên rất là đẹp luôn. Đó, thì hiện tại bộ này kích thước của nó thì nó rộng là từ 2m05 cho tới 2m1 nè. 2m05 cho tới 2m1 và dài là 35 phân. Và dài là 4m1. Cái bộ này thì hiện tại bên em mới vừa làm xong rồi. Mới vừa làm xong nhưng mà tại vì cái này do làm những cái bộ khác ấy. Này, làm những cái bộ khác thì nó hơi bụi một xíu. Nên là em vừa mới quét ra một quét cũng chưa có sạch nữa. Nên là quay nó hơi tối một xíu nè. Các bác có gì thông cảm nè. Các bác có thể nhìn thấy thực tế nè. Cái màu gỗ này nhá là nó chất xanh đen nha các bác, chất xanh đen nha. Các bác có thể nhìn thấy cái màu nó hơi xanh xanh này. Màu nó hơi xanh xanh này. Đó, bây giờ một cái bộ chiếu ngựa của Lim mà hàng mà rộng trên 2 mét mà dài như thế này thì nói chung nó cũng rất là hiếm nha, không phải là không có nhưng mà nó rất là hiếm nha. Tại vì cái dòng của Lim này, cái cây của nó ấy, cây của nó thì nó đa số nó chỉ toàn cây nhỏ thôi. Nó rất là ít cây to luôn. Và như cái mặt các bác đang xem đây thì em quay thì cái mặt này nó khá là khủng luôn. Đó, về độ dày, về chiều dài và về độ rộng thì nói chung là nó đạt tất cả mọi yếu tố nha. Bộ này thì hàng này thì về các bác xài là các bác không phải suy nghĩ gì cả. Tại vì cái dòng của Lim này nhá, dòng của Lim này á, nếu mà xẻ mỏng ấy là nó chỉ sợ ven thôi. Dòng của Lim này xẻ mỏng chỉ sợ ven thôi. Nhưng mà còn nếu mà đã xẻ dày thì về các bác xài là bao công ven, bao mối một, bao nút nẻ luôn. Riêng cái dòng của Lim này nhá, rác nó cứng không khác kỳ lõi luôn nha. Chứ nó không có như những dòng của khác, rác nó sẽ bị mềm và nó sẽ bị mục. Đây này, các bác có thể nhìn thấy rác này. Đó, rất là cứng liền lạc luôn. Đó, thì hiện tại bộ này á, bác nào nếu mà quan tâm á, thì cứ liên hệ trực tiếp qua số Zalo là 033 33 88 719 nhá.